chàng trai hoàn hảo đều khẳng định tôi là người độc thân. Nhưng ai trong số họ đã có chủ, còn độc thân hay giới tính thứ ba? Anh là Thiên Phú, công việc của anh là thiết kế đồ họa. Anh là vận động viên thể dục dụng cụ, đến nay đã được 24 năm. Anh là một diễn viên trẻ và khá nghiêm túc trong các mối quan hệ. Anh là chàng trai mặc áo trắng, ngược đường ngược nắng để yêu em. Người được bị lộ, còn cuộc đời anh chỉ đẹp hơn khi có em bên cạnh. Những ẩn số sẽ được giải mã sau từng vòng thi với sự trợ giúp đến từ ban cố vấn tài tình. Hoa hậu Hương Giang. Cái bạn này là cái người thiết kế poster cho Trấn Thành. À, đúng rồi. Bạn này chưa từng thiết kế xem cái poster nào hết. Ca sĩ Phương Thanh. Này, phụ huynh thấy nhảy xong phụ huynh sẽ quyết định. Trời ơi, sai quá luôn. Sai quá sai hả? Giới tính thứ ba. Biên đạo múa John Huy Trần. Sóng gì? Cái hashtag đó là Son Goku là tên của một nhân vật chứ không phải là sóng có gu đâu nghe chưa? Ok. Trời ơi thiệt á. Diễn viên Anh Tú. Trai thẳng đúng không? Đúng. Dựa vô cái yếu tố nào? Bốn đánh mắt nhìn nhau thôi. Em và anh ấy nhìn nhau là biết là... Em và anh ấy đàn ông nhìn nhau làm gì? Nhìn sâu vào trong tâm hồn nhau. Ôi đàn ông mà nhìn sâu vào tâm hồn nhau. Bữa sau cho em thi chương trình này đi. Hãy cùng dõi theo để xem ai là người có nhận định chính xác nhất về thân phận thực sự của năm chàng trai này. Chúng ta cùng trò chuyện với họ nhé. Ý, Tú, bữa nay anh thấy đáng lẽ em phải là nằm ở trên cái giàn kia chứ em đẹp quá mà sao em ngồi đây vậy Tú? Là em đi tìm lại chính mình ấy. Không, để người ta tìm ra chính em chứ. Em đi tìm gì ra chính mình, làm sao em tìm được? À, vậy người hả? Ta tìm giùm em. Thí dụ có một cơ hội được đứng ở trên đó em có chịu không? Thôi em sợ lắm, sợ người ta tìm ra chính mình lắm. Chứ để người ta mập mờ vì mình còn đỡ hơn. Ok. Thành, cho người ta tìm ra chị đi, chị tìm hoài không có ra. Em không biết nữa chứ bây giờ ở trên đầu là con trai. Rồi có cái đôi giày hường ở dưới mà chị Phương Thanh dơ cao cái chân lên. Đó. Dơ sao thưa chú ạ. Oh my god. Thưa quý vị, John Huy Trần nè. Sau một thời gian kết hôn thì anh cảm thấy như thế nào sau cuộc sống hôn nhân? Rất là hạnh phúc. Đã lắm, anh nghĩ là cái này là mỗi người hãy thử một lần. Trời ơi, biết vậy tôi lấy chồng cho rồi, tôi để tới giờ này chi trời. Hôn nhân mà làm như là hàng sale á, thử lần. Thế Hương Giang này tự nhiên có cái gì xảy ra với em mà tự nhiên em dance walk dữ vậy cơ? Không, phải nói rằng là chương trình của chúng ta ngày càng thành công và rating rất cao. Cho nên là tự dưng mình cảm thấy mình phải chuẩn bị thật là kỹ hơn khi mà mình đến đây. Và em thấy là mọi người xem chương trình rất là nhiều. Mỗi tuần chúng ta có cái cơ hội đó, chúng ta phải đổi layout liên tục và luôn luôn update cái lối make up mới. Đó, cảm giác rất là nhiều. Hôm nay thấy em hơi có vẻ hơi mệt mỏi, có vẻ là em đang chạy show khá nhiều sau thời gian đất show vừa qua. Dạ, có lẽ là từ ngày tham gia chương trình ấy là ai thì chương trình mang đến rất nhiều cơ hội và đã show rất nhiều, cho nên là em cũng chạy show rất là mệt mỏi. Thế em đã có người yêu chưa? Vẫn ế nhờ. Vâng. Thưa quý vị, hy vọng là ngày hôm nay các vị bình luận viên sẽ giúp cho cô gái của chương trình tìm được chàng trai thích hợp nhất. Và xin giới thiệu cô gái của chương trình qua một đoạn video clip sau đây. Chào mọi người, em tên Thùy Linh, em sinh ra và lớn lên ở Đan Mạch. Em về đây được gần một năm rồi. Em là một người rất thương gia đình, một phần lớn sống của em là dành cho gia đình hết. Cuộc sống bên Đan Mạch thì em phải vừa trông tiệm, vừa trông em nhỏ. Em gái em không ăn được từ hồi nhỏ đến bây giờ, phải có cái ống mà bơm sữa, khiến em bị nhiều áp lực. Bên cạnh đó, gia đình em cũng có chuyện buồn nên khiến em bị trầm cảm, hay lúc nào cũng sợ đám đông, sợ tiếng ồn và chỉ muốn ở một mình thôi, không muốn nói chuyện hay gặp ai. Trong thời gian đó em được gia đình với bạn bè bên cạnh và động viên em và cho em thêm sức mạnh để vượt qua nỗi buồn của em.
nghề make up này là sự gợi ý của gia đình. Lúc mà em mới bắt đầu vô là cũng không nói chuyện với ai và cũng rất rụt rè và nhát. Mà càng ngày em nói chuyện nhiều hơn và vui vẻ hơn. Vào đây là em tự tin hơn thêm chút. Hiện tại thì em muốn ở Việt Nam lâu dài. Em mong muốn vượt qua bản thân và tìm được một người bạn em có thể chia sẻ. Đẹp trai thì không quan trọng. Mẫu người mà em mong muốn là phải dễ thương, tâm lý, uy tín và nếu biết nấu ăn và hát thì càng tốt. Em mong muốn ban cố vấn sẽ giúp cho em lựa chọn đúng người. Và xin giới thiệu nhân vật nữ chính của chương trình hôm nay, Thùy Linh. Rất là xinh luôn. Em ơi, phải nói em là you're so beautiful. Và hôm nay là phải khen cái ekip make up là đã lột xác hoàn toàn cho cô gái. Mà cái gì màu trắng rất là hợp với em nhá. Em hợp cái gu nhẹ nhàng phải không cưng? Em hả? Em nhẹ nhàng. Em cũng nhẹ nhàng hả? Gì vậy? Thí sinh của chương trình. Trời đất ơi. Dạ. Đừng có vồ vập dạ, quá. Đúng, mình có người yêu rồi, đừng vồ vập quá. Cho anh hỏi là em là một cái người thích một cái tuyếp đàn ông như thế nào? Quan trọng là phải hiểu em và hơi run quá trời. Để phụ huynh nói cho giống như chọn dâu vậy đó. Khuôn mặt dịu dàng, rất e ấp sẽ phù hợp với người đàn ông hơi nói nhiều xíu nha. Tại vì em hơi ít nói nhiều cỡ Trấn Thành mà được. Ít hơn anh Thành một chút cũng được chị. Ít hơn một tí, ít hơn một tí. Thật ra thế này phải cần người đàn ông ấm áp cơ. Đúng. Không, Thành, nếu mà tiếp xúc với Thành rất là ấm áp, mình phải lấy những cái tiêu chí mà đẹp nhất của Thành. Get ready to rumble. Thành từ từ, Thành ơi, không từ từ, chê tới giờ đó. Chê tới. Tức là người đàn ông ấm áp không phải phụ thuộc vào nói nhiều hay nói ít, nhưng mà cái tiếp người đàn ông ấm áp sẽ rất phù hợp với em. Theo chị nghĩ em cần nhất là một người đàn ông kiên trì. Tại vì em chưa mở lòng ra với người ta được, cho nên cái người đó sẽ cần phải mất thời gian để khai thác em. Tôi nghĩ cái người đàn ông ở lại đời bạn phải là người đàn ông chân thành. Chân thành chứ không phải là Trấn Thành. Tại vì thế này nè, tôi nghĩ là bạn không có khả năng để bị lừa dối đâu. Bạn không có chịu nổi những cái cú sốc đó. Nên tôi nghĩ là nếu mà không chân thành không sống được với bạn đâu. Cho tôi hỏi là bạn đã từng yêu ai bao giờ chưa? Dạ em có quen một người, em quen xa. Rồi cuối cùng chia tay như thế nào? Tại ở xa quá và không hiểu nhau và cách suy nghĩ nó khác lắm. Vậy bạn nó không tới đâu. Sau một mối tình em có dễ dàng để mà trở lại cuộc sống bình thường không? Dạ cũng... Vậy là chưa yêu lắm đâu. Không, em biết mà, tức là bạn này bạn chưa có sẵn sàng cho người ta tìm hiểu bạn ấy nữa, chứ không phải là không. Em phải gặp một người rất là hợp luôn, một người mà phải thực sự là thích em và họ tìm mọi cách để hiểu con người em thì mới thành công được. Nhưng mà quan trọng là trước khi em tìm được người đàn ông đó thì chắc chắn em cũng phải lỡ bước hơn một vài lần mình mới nhìn ra được em người đàn ông. Em đồng ý với chị Phương Thanh, bạn này phải dập bầm dập một vài lần nữa rồi mới bắt đầu biết yêu là gì. Chúng ta cũng bầm dập. Hai anh chị nói vậy thôi nhưng mà mỗi người ta khác nhau. Cái sự phong phú con người là như thế. Hai anh chị bị bầm dập là bởi vì em nhìn đi, những khuôn mặt này luôn luôn tham vọng những cái điều mới. Còn em là cái người an phận, em không cần phải bầm dập. Con người em mà bầm dập thương lắm. Một người một từ giờ đến cuối đời cũng được nữa. Trời ơi, tôi mà tham vọng tôi đã đi thi qua hậu chuyển giới rồi. Chuyển giới. Trời à. Nào, ai mà làm tham vọng. Bây giờ thế này, anh chỉ hỏi em đơn giản vậy thôi nè, là anh thấy em hơi rụt rè, anh không biết là cái rụt rè này nó đến từ đâu. Em có hạnh phúc với gia đình hiện tại của em không, là bố mẹ, chị em rồi đó? Dạ có, mà thấy ai cũng nói nhiều câu mình em nói ít à. Thế vì sao em lại rụt rè tới mức độ này? Are you very shy or just quiet? Là em ít nói hay em rất là shy, là cái gì, mắc cỡ? Em cũng ít nói và cũng dễ mắc cỡ.
gặp đông người thì sợ. Tại anh đang nhìn em, cái body language của em là rất là uncomfortable bây giờ đó. Sợ bị tấn công đó. Ở đây không có ai cắn đâu. Chỉ có một mình anh Tú là nguy hiểm nhất. Em để ý anh nhân vật này. Tại vì anh ta ngó em từ nãy giờ mà miệng thiếu điều muốn chảy nước miếng. Thì anh cũng đang rất là lo. Thành ơi, Thành ơi, thái độ. Cái thái độ ngồi thái là... độ tay chân bấm bấm đùi. Em quan sát cái gì hồi người ta. Thôi anh ơi, nó diễn hoài từ ngày xưa đến giờ mà. À vậy hả? Bây giờ hỏi câu cuối trước khi tìm người cho em hợp lý này. Chị sorry nhưng mà những cái biểu hiện đó nó có phải là xuất phát từ một cái căn bệnh không? Em cũng có từng bị trầm cảm á, sau đó em cái gì cũng sợ và... Em có biết trầm cảm vì cái gì không? Ở bên kia thì em cũng bị áp lực nhiều, sau đó bị... Ở Việt Nam á thì người nhà mất. Thì làm cho em buồn hơn và tự không muốn nói chuyện với ai. Chị nói em nghe này nè, gia đình nào cũng vậy, rồi từ lúc cũng có người mất. Và áp lực thì nó thật là áp lực người nghệ sĩ là bị nhiều nhất. Mà em thấy tụi chị càng áp lực càng mạnh mẽ. Anh hy vọng là hôm nay trước tiên không biết là chân thành hay không chân thành, cái đó là phải thời gian mới trả lời được. Nhưng làm ơn ban cố vấn giúp cho tôi tìm được một chàng trai có năng lượng giùm cái. Xin phép Thành là mình sẽ thử cô gái này xíu. Mình phải thử, mình đừng có đi suông. Có những cái mình sẽ đi ngược để xem cô này có đoán tình hình như thế nào. Okay. Tại vì bản thân cổ là phải là người chọn lựa ra người đúng cho mình. Tất cả là ẩn số nha. Dạ, ẩn số đi. Vạn sự tùy duyên em nhé. Anh chỉ hỏi em một câu cuối nữa thôi, là em đã sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Dạ em sẵn sàng. Và bây giờ mời quý vị gặp gỡ năm chàng trai. Sau vài phút giải lao chúng ta sẽ quay trở lại ngay. Người ấy là...